Sáng nay ngày 1 tháng 10, ngành y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên. Trong đợt này, hơn 2.000 phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đã được tiêm chủng vaccine Pfizer để ngừa COVID-19. Ngành y tế đã bố trí 4 địa điểm tiêm chủng bao gồm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh và Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà với tổng cộng 25 bàn tiêm. Mấy bà em cũng lo sợ là dịch dính mình, giờ cũng tiêm là cũng ổn định thôi, cũng đỡ lo xí rồi. Với tình hình dịch bệnh COVID hiện tại thì em rất là lo lắng khi đang mang thai, nên hôm nay sau khi được tiêm thì em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều và rất vui vì đã được tạo điều kiện để tiêm vaccine ngày hôm nay ạ. Ngoài việc tổ chức đảm bảo giãn cách và 5K tại các địa điểm tiêm chủng, thì ngành y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm chủng, nhất là khám sàng lọc, tư vấn trước khi tiêm và bố trí khu vực xử lý sau tiêm phù hợp với quy trình, các bước thực hiện tiêm chủng theo quy định. Khi mà xảy ra mắc COVID thì một bà mẹ mang thai có rất là nhiều nguy cơ, có thể suy hô hấp, phải chạy ECMO và nguy cơ tăng cao về cái thiếu oxy cho trẻ dẫn đến các cái biến chứng sau đó. Vì vậy thì Trung tâm Y tế Sơn Trà rất là chú trọng trong cái vấn đề tiêm chủng cho đối tượng này. Trong quá trình mà tiêm chủng thì là luôn luôn chuẩn bị tốt từ là khâu là tiếp đón ở phía bên ngoài, sàng lọc trước, kiểm tra các cái đối tượng có thể tiêm, loại các cái đối tượng chưa tiêm được. Trong thời gian này khi mà vào phía thì trong này thì ở trên mỗi bàn tiêm sẽ có là 2 điều dưỡng, trên ngoài cái việc phục vụ tiêm ra thì luôn luôn chuẩn bị một cái hộp chống sốc để xảy ra các vấn đề sau khi tiêm có thể xử trí ngay lập tức. Đồng thời với việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cũng có chủ trương đưa phụ nữ mang thai từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng trong thời gian đến. Sở Y tế sẽ sớm có phương án để tiếp nhận trong điều kiện an toàn, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.